trời. Trời ơi, trời ơi. Cái gì trời vậy? Chuyện gì vậy cô Tina? Chú dạ. Coi nè, chú coi. Chú thấy không? Chú thấy cái túi xách này không? Dạ thấy. Chú thấy nó đẹp không? Dạ đẹp. Trời ơi, vậy đó. Vậy sao cô? Mà con không có tiền để mua. Thiệt tình luôn. Trời ơi, sao nó đẹp dữ vậy? Ôi. Cô, có cần đi khám bác sĩ không? Dạ, sao vậy chú? Không có tiền mua thì từ từ mình để dành có tiền mua. Cô la làm tôi quản, tôi không biết cô có chuyện gì. Ai về là không có tiền mua vở sách. Dạ. Mốt cô đừng làm vậy, tội nghiệp tôi. Tôi làm tôi quản theo. Ủa gì hả? Dạ. Ủa mà chú đi đâu vậy? Ủa tại sao tôi vô đây vậy? Ủa sao chú hỏi con? Nước. Nhớ rồi, nước. Trời ơi chú ơi, con kêu ly nước từ 8 giờ sáng, bây giờ chú mới đem vô. Chú biết trong cái khoảng thời gian đó con đã uống được bao nhiêu ly nước ở cái tiệm nước khác không? Mà sao tôi kỳ vậy ta? Cô kêu sớm lắm hả? Thôi, được. Xin lỗi cô nha. Dạ, không sao, để con lấy luôn cho. Ừ. Cô... Mà chú ơi. Ơi. Con luôn dặn chú là làm nước cam cho con là phải ít đường, ít đá. Mà sao chú bỏ cái gì mà nhiều đá rồi đường một cục ở dưới vậy? Sao con uống được? Ừ tôi quên, để tôi lấy lá ra. Dạ thôi được rồi, để lát nữa con lấy ra luôn cho. Sao á? Dạ con gửi chú nè. Dạ. Cảm ơn cô. Chú thói con 150 hả? Ở 150 hả? Ở thói con 150. Ủa? Nãy con đưa chú 50 mà. Đâu? Cô. Sao chú thói con 150 dữ vậy? Xin lỗi tôi quên. Dạ. Chú thói tiền con thói. Con đưa 50 vẫn phải thói tiền. Thói bao nhiêu con? Thói 25.000. 20. Dạ. 25. Dạ. Xin lỗi cô. Chú. Con thấy hình như chú không có được ổn cho lắm á. Phải vụ con Diện không? Nó rì đầu kệ nó. Không có liên quan gì tới tôi. Cô đừng nhắc nữa. Tôi không thích nghe nữa. Chết rồi. Vậy là đâu có được. Cái chuyện này mà kéo dài là không có xong đâu. Chú sĩ ơi. Chú sĩ ơi. Gì con? Chú cái âm thanh quen thuộc quá. Cái gì nữa vậy? Bể nữa rồi con. Nữa hả? Tại con kêu làm chú hết hồn. Chú tuột tay nó làm bể thôi à. Dạ thôi rồi coi như không sao. Nhưng mà con thấy chú làm sao á nha. Chú cứ mơ mơ màng màng. Chú không còn là chú nữa. Đâu có sao. Nãy con kêu uống nước phải không? Con uống gì? Chú làm được đúng không? Ừ. Đá chanh phải không? Dạ. Dễ dễ mà. Chú ổn nha. Đâu có gì đâu con. Chú làm mà chút xíu là xong nè. Ủa rồi đá đâu? Con có kêu đá chanh có đá. Chú ổn không vậy chú sĩ? Chú tưởng con kêu là đá chanh không? Thiệt luôn á. Uống đi con. Không sao đâu. Chú cũng khó khăn nữa. Gì con? Trời. Chú uống dùng cái nó tứa ra hết luôn á chú. Đâu mà chú con. Chú giết con rồi. Sao cảm nhận sao chú? Phải bỏ đường. Chú muốn lụm cái bao tử con luôn đúng không? Đúng rồi, bỏ đường. Tại con hối chú quên. Đúng đường rồi nè. Đúng đường rồi nè. Chứ gặp bột ngọt chết luôn. Dạ. Chú chú làm cái gì vậy? Bỏ đường nghe con. Chú biết chú bỏ bao nhiêu muỗng rồi không? Muỗng dung đầy luôn á. Chú bỏ mấy muỗng rồi? Chú muốn con bị tiểu đường đúng không? Chú ghét con đúng không? Không. Chú đừng có như vậy nữa. Chú là chú sĩ của con đi. Con thấy như là từ cái chuyện của thằng Diện mà nó ảnh hưởng qua chú á. Chú con nói chú nghe nè. Cái chuyện của thằng Diện á, nếu mà nói lớn thì nó cũng không lớn, mà nói nhỏ nó cũng không nhỏ. Theo như con, chú giận nó là đúng, chú buồn nó là đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà chú là ba mà. Chú giận nó cuối cùng giải quyết được cái gì? Thằng chú hy sinh cho nó, chú nuôi nó. Chú sai hả?
chú không sai. Nhưng mà cái kiểu chú giận nó như vậy là sai. Nó là con của chú, chú biết diện rồi. Trẻ người non dạ, nó suy nghĩ chưa có chín chắn, chưa có tới đâu. Cuối cùng lỡ như cái chuyện gì xảy ra chú bỏ rơi được không? Đặt trường hợp xấu nhất nè, nó chết đó, chú buồn không? Chú còn ngồi im một chỗ được như vậy không? Hả? Anh Lộm, anh Lộm ơi, anh Lộm ơi. Chuyện gì? Chết rồi mọi anh người mới ơi. Anh mới khuyên chú bình tĩnh, bây giờ em làm rối hả? Không có phải, em mới vừa đọc một cái tin ở trên mạng á, là có một nam thanh niên nè, coi như là bị căng thẳng, bị áp lực chuyện gia đình quá, cho nên là nhảy cầu tự tử. Chết rồi, thằng Diện nó nhảy lầu. Không, nó nhảy lầu nó tự tử rồi chú. Cái quan trọng là thằng Diện rồi còn để lại đôi dép. Mà con thấy cái đôi dép này nó quen quen. Ba mua con đôi dép này mà. Con đi đâu mà con để dép gì? Thằng chú. Thằng Diện. Chú ơi. Thằng chú. Ba. Con đừng có bỏ ba con. Ba ở đây với ba. Ba con xin lỗi ba. Ba cũng xin lỗi con. Không mà ba. Tại ba nóng giận. Con lúc nào cũng là con của ba. Đừng có giận ba. Đừng có bỏ ba đi đâu nha. Con bỏ ba đâu. Đó thấy không? Hôm bữa anh đuổi nó đi đó, nó đâu biết đi đâu đâu. Em với Lụm chạy theo. Thế nó thôi em lâu nó về nhà em ở đỡ mấy bữa. Rồi cái vụ này nè cũng nhờ Lụm với Tina rồi bày ra đó. Dạ. Nhờ cái chuyện đó thì mới thấy được tình cảm của chú ơi, con không có bày á, con khóc theo chú luôn à. Lâu tao bày gặp bà hiểu lòng chết. Vậy là mấy người gạt tôi. Dạ. Thì con bày ra đó. Thì bây giờ chị ơi. Thôi. Ủa sao giờ? Cái quan trọng là không bây giờ. Dạ, ai bày rồi. Thì bây giờ á, nhờ vậy mới thấy tình cảm của cha con. Dạ. Anh lúc nào cũng vậy á. Thật ra thương nó muốn chết luôn à. Mà cứ gặp nó là cáu giận rồi lạnh lùng với thằng nhỏ tội nghiệp nó. Tôi, chú ơi, chú đừng giận con. Bây giờ ai bày cũng được hết. Nhưng mà quan trọng là chú với là em Diện hai người cùng thấy được cái sai của mình và hiểu được vấn đề đó là được rồi ha chú. Thì thôi hai, bây giờ á, cha con hiểu nhau rồi, mình hòa giải đi chú. Chú tha thứ cho em đó nha. Bà tha lỗi cho con nha ba. Cảm ơn anh chị đi con. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Sao này phải sống thật tốt chưa. Mình là phải là một người đàn ông có trách nhiệm mà biết thương yêu mọi người xung quanh nữa. Dạ. Cảm ơn mọi người. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm. Ủa nhưng mà cái quan trọng là tự nhiên cái em mời nước chị, rồi em mời nước luôn chị Hiền, rồi là chị với lại Diễn á. À. Dạ hùng lại rồi mời em một lần uống. Ủa nhưng mà cái vụ gì? Ý chị muốn nhờ em nè. Ủa em có nghe chị Hiền nói không? Ủa sao cái khúc này tự nhiên em biết ngang vậy ta?